Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con tham khảo. Thì thưa với quý bà con, hiện tại thì giá thanh long vẫn đang tiếp tục duy trì ở mức khá tốt ha bà con ha. Hiện tại là nhu cầu tiêu thụ thanh long Việt Nam tại các thị trường nước ngoài đang tiếp tục tăng, trong khi sản lượng không nhiều, đó cho nên là dẫn đến tình trạng giá tăng cao ha bà con. Khá nhiều nhà nhập khẩu hiện nay đang quan tâm phát triển nguồn cung thanh long chất lượng cao từ Việt Nam. Phát biểu tại phiên tư vấn xuất khẩu thanh long với thị trường Australia và New Zealand do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 12 tháng 5, thì bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, thời gian qua, thanh long Việt Nam đã chiếm thị phần xuất khẩu đáng kể ở các khu vực thị trường như châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Hiện thanh long Việt Nam được nhiều người Âu, Mỹ, gốc Á biết tới và tiêu thụ. Ngoài quả thanh long tươi thì Việt Nam cũng có thanh long sấy khô, thanh long sấy dẻo, nước ép siro, snack thanh long, rượu vang thanh long, kem thanh long, chả cá thanh long, bánh mì thanh long. Một số sản phẩm thanh long chế biến đã được xuất khẩu. Thì bà con cũng biết đó, là với những cái thông tin như vậy thì cũng rất là tốt cho cái thị trường trồng thanh long của mình. Thì sắp tới rất là hy vọng sẽ có nhiều thông tin tốt hơn nữa đối với thị trường thanh long. Còn cụ thể ngày hôm nay thì ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 23 tới 26 ngàn, loại 2 từ 18 tới 21 ngàn, loại 3 từ 14 tới 16 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 10 tới 13 ngàn. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 16 ngàn, 15 ngàn và 14 ngàn. Bò sàng là 14 ngàn, 13 ngàn và 12 ngàn. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 từ 19 tới 22 ngàn, loại 2 từ 15 tới 17 ngàn, loại 3 từ 9 tới 12 ngàn. Hàng giá có giá từ 3 đến 4 ngàn đồng ha bà con ha. Bà con lưu ý giá giữa các địa phương sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha. Hôm nay bà con nào đã bán thanh long rồi thì hãy cho kênh Nhà Nông Miền Tây xin một cái bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn và xin...